Chương 1024: Dị ma hiện thân. Trên bầu trời xanh lam, khe nứt đèn ngòm giống như cái miệng quái thú khổng lồ chậm chậm lan rộng. Một thứ khí tức tà ác cũng phun ra bên trong. Thứ khí tức này giống hệt như bọn hỏa thần từ tu, nhưng mà mức độ đậm đặc hơn gấp mấy lần. Khi mà khí tức tà ác đó lan tỏa, tất cả cảm nhận được nguyên lực trong trời đất trở nên sôi sục. Từ luồng nguyên lực sao động, bọn họ có thể thấy được một cái sự kháng cự và bài xích. Phát hiện này khiến không ít cường giả kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy nguyên lực trong trời đất bài xích thứ gì. Không phải là nguyên lực để mọi sinh vật trên thế gian này hấp thu hay sao? Đó là thứ gì vậy? Một số người nhìn đến sự thay đổi của bầu trời, tuy ma khí khiến bọn họ không thoải mái nhưng họ lại không đoán được lai lịch của nó. Lâm Động ngồi xung quanh trên đất, ánh mắt ngưng trọng nhìn khe nứt đèn ngòm, tay khẽ siết lại lẩm bẩm, cuối cùng nhịn không được rồi sao? Hóa thân vệ, Đường Tâm Niên ánh mắt lạnh như băng hô lên. Soạt, nàng vừa dứt nơi, trên không trung bỗng vang lên cái tiếng xé gió. Hàng ngàn thân ảnh mặc giáp đỏ xuất hiện, trong tay cầm trường thương giơ lên. Lúc này khí tức tất cả hóa thân vệ như liên kết với nhau, năng lượng khiến người ta biến sắc. Ôi, ngay khi hỏa thần vệ xuất hiện, trong khe lứt trên trời đột ngột bắn ra chùm đen, rồi biến thành một cái bàn tay khổng lồ nhanh như chớp tóm về hai người bọn hỏa thần. Địa bàn của Viêm Thần Điện không tới được loại như người làm can. Hồng quang đột nhiên bùng nổ từ người Đường Tâm Niên, biến thành đôi cánh phượng hoàng. Phía sau lưng nàng, thân hình mềm mại khẽ động, lập tức xuất hiện trước hỏa thần vệ. Tay cầm phượng hoàng thương, tiếng hồ vàng khắp thành. Hỏa thần vệ tụ thân, rõ, tiếng đáp chỉnh tề như là vang lên từ đội hỏa thần vệ. Nguyên lực đỏ rực bùng phát, biến thành một con phượng hoàng lửa hàng ngàn trượng bay lên trên đỉnh đầu họ. Con phượng hoàng lửa này lớn hơn rất nhiều so với Đường Tâm Liên biến ra, khi mà đôi cánh khẽ động cũng khiến cho nhiệt độ dần tăng vọt. Đường Tâm Liên bay ra sau, đáp lên trên người con phượng hoàng lửa. Cây phượng hoàng thương bỗng chốc chống mạnh xuống, con phượng hoàng phát ra âm thanh trong trẻo, biển lửa đỏ rực cuộn trào, bắn thẳng lên đạo hắc quang phun ra từ khe nứt. Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng. Ngọn lửa đỏ rực lan tràn chặn đứng thế công mạnh mẽ đến cực điểm kia. Sắc mặt Lâm Động kinh dị nhìn cảnh tượng đó, hắn cảm nhận sự rõ ràng lợi hại của đòn công kích trong khe nứt. Mức độ đó ngay cả cường giả Tây Huyền Vực Viêm Mãn, Tử Huyền Vực Viêm Mãn cũng là phải dùng hết sức chặn lại. Nhưng lúc này Đường Tâm Liên lại là dễ dàng phá tan. Nàng ta điều khiển được sức mạnh của hỏa thần vệ. Lâm Động nhìn đội hỏa thần vệ chỉnh tề phía sau Đường Tâm Niên. Sức mạnh to lớn vừa rồi rõ ràng hình thành từ sự kết hợp của sức mạnh mọi người. Thường thì sự dung hợp sức mạnh cần phải hiểu rõ nhau tới biến thái. Ngành những sư huynh đệ cùng một tông phái muốn làm được điều đó cũng là khá khó khăn. Nhưng hỏa thần vệ lại làm được, rõ ràng là Viêm Thần Điện mất không ít tâm huyết bồi dưỡng ra một đội quân có chiến lược kinh người thế này. Còn Đường Tâm Liên có thể điều khiển thứ sức mạnh đó, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. So với khi nàng độc chiến, Đường Tâm Liên lúc này ngay cả Lâm Động trong trạng thái tốt nhất cũng lại phải tránh né. Đã đến rồi thì cần gì phải nấp nấp, trốn như vậy, hiện thân đi. Đường Tâm Liên mắt lạnh như băng nhìn khẽ nứt quát, cặc cặc, hay cho tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày. Khí đen trong khe nứt cuộn cuộn, một tiếng cười chói tai, hắc khí trào ra tựa như thủy triều nhanh chóng rút về, cuối cùng biến thành hắc ảnh. Thể hình của hắc ảnh cao hơn người thường, phía sau là một đôi cánh ma quỷ đầy gai nhọn, mỗi lần đập cánh sắc trời sực như cũng tối lại. Hắc ảnh cũng có ngũ quan như người, nhưng gương mặt phủ đầy hoa văn quỷ dị. Đôi cánh của hắn có những đường hoa văn kim sắc, dường như tỏa ra thứ năng lượng đáng sợ. Đó là đồng tử Lâm Động co lại khi thấy hắc ảnh với đôi cánh đen có hoa văn màu kim, tay không kìm được mà siết lại. Tướng giới dị ma, đây là lần đầu tiên tận mắt thấy tướng giới dị ma. Nếu theo đẳng cấp con người thì tương đương với cường giả siêu cường chuyện luân cảnh. Xem ra kế hoạch lần này của Ma La thực sự dụ tới một cái con cá lớn rồi. Xem ra phải phá giải trận pháp xung hợp của ngươi. Tướng giới dị ma hiện thân ngửa đầu lên cười lớn, ánh mắt hiện vẻ hung tàn. Bàn tay to lớn tóm một cái, phía trước có hắc khí ngừng tụ tạo cái vòng xoáy đen. Hắn vung tay lên, vòng xoáy đen tăng thêm sức mạnh kinh người lao tới hỏa thần nghiệp xúc. Trong địa bàn Viêm Thần Điện không tới lượt người làm can, nhưng ngay khế một cái tiếng quát phẫn nộ vang lên,
một lão giả mặc hồng bào xuất hiện trước mặt Đường Tâm Liên, tay tung một trưởng, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, sinh tử dung hợp với nhau vô cùng hoàn hảo. Lão nhân lúc này cũng là một cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh. Hai đạo công kích đáng sợ đâm vào nhau, cả tòa thành rung chuyển dữ dội, sóng xung kích lan tỏa từ nơi tiếp xúc đánh bật ngã một số cường giả xung quanh. Đó là đại trưởng lão của Viêm Thần Điện, Xích Vân trưởng lão. Đó là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Tứ đột nhiên xuất hiện kia rốt cuộc là gì mà giao đấu được với cả Xích Vân trưởng lão? Cuộc giao đấu trên không trung khiến vô số người sững sờ, sắc mặt thay đổi. Những người nhạy bén thấp thoáng nhận ra điều gì bất ổn. Siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh ở Loạn Ma Hải có thể làm bá chủ một phương, bình thường họ đều là bế quan tu luyện, rất ít khi đến những cái cường giả tầng thứ này ra tay. Nhưng mỗi khi bọn họ ra tay nhất định không phải chuyện nhỏ. Ha ha, không hổ Viêm Thần Điện, thực lực không tồi. Tướng dị mà lùi vài bước, bật cười nhìn lão giả trước Được Tâm Liên. Nhưng mà Viêm Thần Điện các người có dòng chống mở cờ như vậy dụ bọn ta đến, chỉ có chút bản lĩnh như vậy e rằng cũng là lửa thiêu thân. Hai người cũng ra đi. Khi nói câu đó, hắn quay sang nhìn khe nứt đèn ngòm, cặc cặc. Xem ra thế giới này từ giờ hỗn loạn rồi. Trong khe nứt đột nhiên có hắc khí cuộn trào ngưng tụ, lại là hai thân ảnh to lớn khác hiện ra. Phía sau chúng cũng có đôi cánh mà quỷ đầy hoa văn kim sắc. Ui, ba mảnh xuất hiện, hắc khí lập tức che khuất bầu trời. Lúc này dường như mặt trời cũng đã mất đi sự nóng bỏng vốn có. Tam đại tướng giới dị ma, đồng tử Lâm Động co lại, không kịp được hít vào một hơi khí lạnh. Đây chính là ba cái cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh. Đây là cả tòa thành như bạo động, vô số người sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Chẳng ai ngờ được một lúc xuất hiện tới tận ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Lớn chuyện rồi. Một số người nhìn nhau nhận ra suy nghĩ đối phương. Tam đại tướng giới dị ma, xem ra các ngươi rất coi trọng Viêm Thần Điện ta. Đột nhiên một giọng nói bình thản vang lên, mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Trên chủ điện Viêm Thần Điện, thân hình to lớn chậm chậm đứng dậy, trên trán là một đạo hoa văn họa diệm đang rực cháy, một cái khí tức nóng bỏng đến mức khủng bố bùng phát như vũ bão. Có điều ánh mắt mà là lạnh lùng nhìn ba tướng giới dị ma, chuyển ánh mắt sang cái nứt phía sau, giọng nói bình thản khiến ra đầu Lâm Động tê dại. Vẫn còn một cái vương giới dị ma đúng không? Hiện thân đi, chỉ là không biết người nào dị ma vương nào. Chương 1025 Thiên Minh Vương, vương giới dị ma. Nhìn cái lứt khổng lồ trên trời, Lâm Động cọ ra đầu tê dại. Trong đó không có bất cứ ánh sáng nào, bóng đèn tà ác khiến cho rất nhiều người run rẩy. Lời nói của Ma La hiện nhiên tạo lên sự chấn động kịch liệt. Dị ma cấp vương, thứ dị ma đẳng cấp này ngay cả thời viễn cổ cũng là sự tồn tại đáng sợ, nếu so với đẳng cấp thực lực con người tương đương cường giả luân hồi cảnh. Bao nhiêu năm nay Lâm Động chưa hề thấy cường giả thực sự bước vào luân hồi cảnh. Tuy thành chỉ bước vào tầng thứ này, nhưng Lâm Động chưa gặp chính diện. Còn về thân phận bằng chủ của Ứng Hoan Hoan, chắc hẳn là thời viễn cổ rất khủng khiếp. Nhưng dù gì đó chỉ là thân phận trước khi luân hồi. Những siêu cấp cường giả khác hắn từng gặp như Ứng Huyền Tử, ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn, Mộ Lam đều chỉ có thực lực là chuyển luân cảnh, so với luân hồi cảnh khoảng cách khá xa. Còn về Ma La thì có hỏa diệm tổ phù, mặt chiến đấu lực tương đương với cường giả luân hồi cảnh, nhưng tính ra không phải là cường giả luân hồi cảnh thực sự. Nhưng lúc này vương giới dị ma thực sự đạt tới tầng thứ ít người với tới này. Trong Viêm Thần Điện, Ma La và Xích Vân trưởng lão biến sắc, không ngờ dị ma vương giả này đã đến. Phần lớn cường giả trong thành chưa hiểu Ma La nhắc tới vương giả dị ma là thế nào. Tuy nhiên không phải mọi người đều như vậy. Tuy chuyện về dị ma mất dần, nhưng dù sao vẫn có chút dấu vết. Những cái cường giả hiểu biết vẫn là biết một chút. Vì thế họ sững sờ nhìn bầu trời, sắc mặt trắng bệch, đáng sợ, ánh mắt dâng trào lỗi sợ hãi. Không ngờ người nắm giữ hỏa diệm tổ phù đứng phía trước khe nứt là tam đại dị ma tướng, nhèo mắt cười nhìn Ma La trên Viêm Thần Điện. Ánh mắt chúng nhìn Ma La có phần ngưng trọng. Hiển nhiên đối mặt với cường giả có thực lực chuyển luân cảnh, tay nắm trong tay hỏa diệm tổ phù thật là dị ma, chúng không dám coi thường. Từ thời viễn cổ tới nay chúng có quá nhiều động bọn chết dưới tay những người nắm giữ tổ phù rồi. Ma La lạnh lùng nhìn tam đại dị ma tướng, rồi tay giơ lên khẽ phẩy một cái. Ngay lập tức bên trong Viêm Thần Điện đột nhiên
vô số luồng khí tức hùng hồn bùng phát, quang ảnh lấp lánh, vô số thân ảnh lao vút ra. Nhiều người trông thấy số lượng lớn người bỗng nhiên xuất hiện thì ánh mắt có phần kinh hãi, vì họ nhận ra những người này đều là cường giả tiếng tăm của Viêm Thần Điện. Lần này Viêm Thần Điện đã xuất động toàn bộ lực lượng. Trên không trung, Tam Đại Dị Ma Tướng nhấn mày, rõ ràng Viêm Thần Điện đã có sự chuẩn bị hiện thân đi. Ma La ánh mắt tóe lửa nhìn về khe lứt lên tiếng: "Ha ha, những kẻ có tổ phù các người thật khó đối phó." Bên trong khe nứt, một cái thứ ma khí đen ngòm, đen đặc quánh chảy ra. Ma khí tiếp xúc với không gian lập tức có tiếng phùn phụt. Nguyên lực trời đất khi chạm vào thứ ma khí kia tan biến. Một cái thứ khí tức khủng bố khó lòng hình dung xuất hiện trong khe nứt. Vô số cường giả kinh hãi ngẩng đầu lên. Chỉ luồng khí tức đó thôi cũng khiến cho bọn họ phải run rẩy, thậm chí có người như là muốn quỵ xuống. Ực ực, hắc khí đặc quánh cuồn cuộn, một cái vương tọa đến khổng lồ dần hình thành. Khi vương tọa thành hình, bên trên xuất hiện một cái nhân ảnh. Nhân ảnh này mặc áo tử bào, gương mặt chả có gì khác với con người bình thường, chỉ là sau lưng hắn có một đôi cánh dữ dằn lấp loáng màu tím, mỗi lần động đậy tỏa ra thứ sức mạnh hủy diệt. Đôi mắt hắn cũng là màu tím, chỉ là trong đó không có bất cứ cảm xúc, giống như tử thần vậy. Đó chính là dị ma cấp vương sao? Lâm Động nhìn kẻ ngồi trên vương tọa, sắc mặt nặng nề. Khí tức tỏa ra từ người hắn khiến cho tổ phù trong người Lâm Động rung lên. Ma La cũng nhìn về hắn ta chăm chăm. Lát sau, hỏa diệm tổ phù trên trán bỗng bùng cháy, thân thể dần bay lên, quanh người bùng cháy năng lượng không hề thua kém kẻ ngồi vương tọa. "Ta là Thiên Minh, người có thể gọi là Thiên Minh Vương. Đây là tam đại ma tướng của ta. Được lời mời thịnh tình của điện chủ Ma La, cho lên chúng ta hôm nay từ vạn dặm tới." Nam tử mặc áo bào cười nhìn Ma La, biết rõ là bẫy mà người vẫn dám tới, xem ra người khá tự tin. Ma La bình thản nói: "Hà, sức hấp dẫn lôi đình tổ phù không nhỏ, đáng để đi một chuyến. Hơn nữa dù lôi đình tổ phù là giả, nhưng mà hỏa diệm tổ phù là thật." Thiên Minh Vương cười: "Từ lâu biết tới điện chủ Ma La có hỏa diệm tổ phù, chỉ là chưa có cơ hội ra tay. Hôm nay hiện thân thì tiện tay lấy hỏa diệm tổ phù đi thôi. Thần vật như vậy không lên vào tay các người thì hơn. Muốn lấy hỏa diệm tổ phù từ bản tọa, chỉ e người không có đủ bản lĩnh." Ma La nhèo mắt: "Ha ha, chủng tộc bạn ta có thể dễ dàng phá hủy động phủ của lôi đế, đương nhiên hủy diệt Viêm Thần Điện của ngươi. Trả giá bằng một cái vương giới dị ma thật không dễ dàng. Dù là dị ma người có là còn tang đàn, nhưng ở đây có được mấy cái vương giới dị ma?" Thiên Minh Vương cười, chỉ là nụ cười ấy trở nên u tối. Hắn nhìn Ma La chậm chậm đứng dậy, theo đó là ma khí nhanh chóng lan tỏa. "Thế gian này sớm muộn thuộc về bọn ta." Thiên Minh Vương dứt lời, ánh mắt nhìn xuống Lâm Động: "Tiểu tử này sao lại khiến cho ta ghét như vậy chứ? Còn đáng ghét hơn ngươi, giết hắn." Thiên Minh Vương nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng toát, hàn khí lạnh thấu xương. "Rõ." Tam Đại Ma Vương nghe vậy lập tức đáp lời, chúng cười quái dị, không gian lập tức biến dạng. "Ngươi dám?" Đường Tâm Niên thấy vậy, ánh mắt lập tức như băng, hét lên một tiếng, con vượng hoàng lượng lao vút tới nghênh chiến. "Hề hề, các người cứ ở yên đấy." Không gian phía trước biến dạng, hai đạo hắc ảnh hiện ra, ma khí dâng tràn, không chỉ chặn được con phượng hoàng mà ngay cả Xích Vân trưởng lão bên cạnh cũng có lòng động thủ. Thấy hai ma tướng chặn mình, sắc mặt Đường Tâm Niên biến đổi, lập tức quay sang nhìn, chỉ thấy một cái đạo hắc quang xuất hiện trước mặt Lâm Động. "Sư phụ!" Đường Tâm Niên nghe vậy vội vàng hét. Ma La nghe thấy nhưng không có bất cứ hành động nào, chỉ là nhìn chăm chăm Thiên Minh Vương hiện đứng đấy. Với đối thủ như vậy, Ma La không dám có bất cứ sự lơ là. Xoẹt! Không gian phía trước Lâm Động méo mó, dị ma tướng bao quanh bởi hắc khí hiện ra trước mặt hắn, với mắt lạnh lùng rồi đổ ập một trường. "Tuy không biết tiểu tử ngươi có gì đáng coi trọng, nhưng cấp trên đã nói thì ta sẽ lấy mạng ngươi." Dị ma tướng vừa ra tay, mặt đất quanh người Lâm Động sụt lún, thậm chí không gian biến dạng, phong tỏa mọi đường thoát của Lâm Động. Với trạng thái của hắn hiện nay, căn bản không có sức phản kháng lại cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh. Lâm Động ngẩng lên nhìn hắc quang đang ngày tới gần, răng nghiến chặt, mắt hơi nhắm lại. Thế nhưng Lâm Động sắp nhắm mắt thì một cái đạo thanh quang lóe lên, tiếng long ngâm quen thuộc khiến trời đất rung chuyển. Bình! Không gian phía sau Lâm Động lướt ra một cái long trưởng thọ ra đánh thẳng lên dị ma tướng, một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa. Dị ma tướng thực lực tương đương là chuyển luân cảnh bị bắn ra sau hàng vạn trượng, sọc đường bay, biết bao công trình kiến trúc bị chúng đổ ầm cho đổ sập. Tất cả mọi người sững sờ. Lâm Động kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, hắn vội vàng nhìn sang
Vào trong không gian tách ra thanh quang mờ mịt, một cái thân ảnh cao giáo chậm chậm bước ra, tiếng cười sảng khoái vang lên. Người mà thanh trí ta đã chọn, sao có thể được các người tùy tiện giết? Chương 1026, thanh trí tái hiện. Thanh quang lan tỏa, thân ảnh mặc thanh nghi dừng bên cạnh Lâm Động. Mọi ánh mắt đều nhìn nam tử khá anh tuấn, mái tóc đen tuyền bay trong gió rất tiêu dật thoát phàm. Những người trong thành nhìn nam tử với ánh mắt chấn kinh và kinh hãi, mà nguyên nhân sự kinh hãi đó chính là vì cái thung lũng sâu hàng vạn trượng trước mặt và hắc ảnh thảm hại tít tận cùng thung lũng kia. Trên thân thể của dị ma tướng, mọi người nhận thấy một cái luồng khí tức khủng bố đủ sánh ngang với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Thế nhưng cường giả có thực lực đáng sợ kia bị nam tử thanh nghi này tiện một cái tay trượng đánh bay vạn trượng, thực lực đó rốt cuộc đáng sợ tới mức nào? Luân hồi cảnh. Một số người nhìn nhau, giọng nói run rẩy vang lên. Ngoài đỉnh cấp cường giả luân hồi cảnh thì có thể có ai khiến cho cường giả chuyển luân cảnh thành ra như thế? Bà chưa đơn giản nói ra, nhưng cũng phải cần chúng khí. Trong trái đất này chỉ cần đoạt tới chuyển luân cảnh có thể trở thành bá chủ một phương. Còn luân hồi cảnh đó là gần như tầng thứ cao nhất trong trời đất. Những người đó gần như trở thành thần trong mắt nhiều người. Thế nhưng lúc này họ lại tận mắt nhìn thấy cường giả khủng bố đó xuất hiện. Sự chấn kinh đó đương nhiên rất khó có thể dùng lời để nói. Thành trí tiền bối. Lâm Động cũng sững người nhìn nam tử mặt hắc y, rồi ánh mắt hiện lên vẻ cuồng hỉ. Ha ha, anh bạn trẻ lâu rồi mới gặp. Thành trí nhìn Lâm Động mỉm cười, quay sang hỏa thần vật từ tu bị trọng thương cười. Cười làm tốt lắm, kế hoạch lần này thành công là nhờ ngươi. Lâm Động nghe vậy thì thấy ngượng ngùng, hắn biết mọi việc ở đây có lẽ là Thành Trí biết từ lâu. Thành Trí thấy Lâm Động như vậy thì thần sắc càng thêm ôn hòa, trong mắt có sự tán thưởng. Lần đầu tiên gặp, Lâm Động chỉ là một cái thiếu niên mới đi ra từ vương triều cấp thấp không lâu, chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi mà thanh niên này đã trở thành lớn mạnh với tốc độ kinh người. Xem ra nhãn quang nhìn người của Thanh Trí hắn không hề kém. Ẩm, trong đống đổ lát kia đột nhiên hắc khí bắn ra, khiến cho tảng đá khổng lồ xung quanh nát vụn, rồi dị ma tướng quanh người hắc khí bò lên. Đôi mắt u tối nhìn Thanh Trí chỉ là trong mắt nằm có sự e dè. Thanh Trí nhìn hắn, rồi ngẩng lên nhìn Thiên Minh Vương đang đứng đối đầu với Ma La Bình Thản. Thiên Minh Vương sao? Ta có nghe qua tên ngươi. Ha ha, Thanh Long Vương Thanh Trí, quả nhìn người chưa chết. Thiên Minh Vương nhận ra Thành Trí đồng tử co lại. Nhờ phúc của người may mắn bước vào luân hồi cảnh. Một cường giả luân hồi cảnh, một người có tổ phu, xem ra các người cũng lên kế hoạch chú đáo thật. Thiên Minh Vương cười nhạt. Các người tiềm phục trong trái đất này bao nhiêu năm như vậy cũng lên lộ diện rồi. Nơi đây không thuộc với các ngươi, mà là trầm giọng. Bọn ta cũng muốn rời khỏi đây. Chỉ bằng các người giúp bọn ta mở phong ấn vị diện này đi. Thiên Minh Vương cười thích thú. Thay vì như thế, vẫn là lên tiêu diệt hết dị mà các người thì hơn. Giọng nói bình thản của Ma La mang đầy sát ý. Phong ấn vị diện này là đổi lại bằng sinh mệnh của phù tổ. Nếu mở ra chắc chắn dị ma tộc sẽ là xâm phạm. Tất đó thế giới gặp một cái tai họa khủng khiếp. Ha ha, việc này tới phù tổ còn không làm được, giờ đối với các người thôi sao? Thiên Minh Vương cười, cho dù là đối diện với hai người bọn Thành Trí Ma La hắn cũng không sợ. Tuy hỏa viêm thanh là đại bản doanh của viêm thần điện, nhưng mà bên Thiên Minh Vương lại có trận xung kinh người. Một dị ma vương, bà dị ma tướng, đủ để lật tung bất cứ siêu cấp thế lực nào. Thành Trí nghe vậy không hề lùi, giận lại cười. Ta cũng rất tò mò mục đích của các người ẩn nấp như vậy, không biết Thiên Minh Vương có thể nói cho ta không? Tin bản vương, người không muốn biết đâu, vì nó sẽ khiến cho các người tuyệt vọng. Thiên Minh Vương cười nhạt. Nếu đã như vậy, Thành Trí lắc đầu nói, chỉ còn cách phong ấn các người rồi lấy ra tin tình báo. Ha, các người muốn phong ấn một dị ma vương cần trả giá thế nào không? Thiên Minh Vương cười lớn. Dị ma khác với con người, chúng có sinh mệnh lực ngoan cường tới mức khủng bố. Nhưng năm đó lôi đế vì phong ấn một dị ma vương gần như mất cả tính mạng. Lúc này Thanh Trí và Ma La liên thủ, dù có chiến lực có thể áp chế Thiên Minh Vương, nhưng muốn phong ấn hắn thì không phải dễ dàng. Nhiều năm rồi không giờ đối với các người, cuối cùng này cũng được động thủ. Thanh Trí cười, quay sang nhìn Lâm Động, khẽ vỗ vai hắn. Thanh quang trong bàn tay cuộn trào,
Lâm Động cảm nhận được một cái luồng nguyên lực tinh thuần dồn dào chảy ảo ạt vào người hắn. Luồng nguyên lực này vô cùng tinh thuần, hơn nữa có cảm giác quen thuộc, đó chính là sức mạnh của Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Dùng thuần phệ tổ phù thuần phệ chúng hồi phục trạng thái, ta bảo mà là phải liên thủ thì Thiên Minh Vương mới không thoát được. Lâm Động khựng người rồi ngập ngừng nói, còn ba tên dị ma tướng. Dị ma vương đúng là rất khủng khiếp, nhưng ba dị ma tướng không phải tầm thường, chúng tương đương với ba cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh, ngay cả trong loạn ma hải cũng sánh ngang với trưởng giáo một vài siêu cấp thế lực. Hiển nhiên thực lực của Viêm Thần Điện không thể một lần đối phó với được ba dị ma tướng. Xích Vân đối phó một tên, Đường Nha Đầu thống lĩnh cường giả định cấp Viêm Thần Điện đánh một tên, đương nhiên cần ngươi trợ giúp, Thành Chi nói. Nhưng vẫn còn một tên, Lâm Động trong ảnh, hả? Tự nhiên có người đối phó với hắn. Thành Chí cười không nói gì, thân hình kẽ động xuất hiện bên cạnh Ma La. Cuối cùng người cũng hiện thân. Ma La nhìn Thành Chí, nếu kế hoạch của người thất bại, ta hiện thân cũng là vô ích. Thành Chí cười, có kẻ ngươi chọn ở đây, chút tự tin đó không còn nữa sao? Đúng là bất ngờ hả, sợ vào bản thân tu luyện được Thanh Thiên Hóa Long Quyết tới mức này. Thành Chí mỉm cười, ánh mắt có phần cảm thán, tiểu tử đó rất khá, có khí phách, có bản lãnh, ta rất thích. Nếu hắn kết hợp với Tâm Liệt thì ta không sợ không có người thừa kế rồi. Ma La cười, thế nhưng khi dứt lời bỗng thấy ánh mắt sắc bén giận dữ xấu hổ của Đường Tâm Liên nhìn tới. Ma La ho một tiếng, chắc là không ngờ được đệ tử bà bối của mình lại là thính tai thế vậy. Giải quyết phiền phức trước mắt đã. Thành Chỉ lắc đầu cười, Ma La cũng là nghiêm mặt, hai tay siết chặt, ngọn lửa nóng rực bùng cháy. Trận chiến này chắc chắn là một cái trận ác chiến thực sự. Trái đất này lâu lắm rồi mới xuất hiện dị ma vương. Lâm Động phía dưới, thôn phệ tổ phù trong cơ thể thầm lặng xoay chuyển, nhanh chóng hấp thụ lượng nguyên lực hùng hồn mà Thanh Chí truyền vào. Nguyên lực Lâm Động dần hồi phục với tốc độ kinh người. Lúc này một cái tia hồng quang lướt xuống, xuất hiện cạnh Lâm Động. Đường Tâm Liên nắm lấy tay Lâm Động, lại nữa à? Lâm Động giờ góc giờ cười, sư phụ bảo ta trả lại bản nguyên tổ lôi đình tổ phù cho ngươi. Mặt Đường Tâm Liên hơi đỏ, trừng mắt lườm Lâm Động. Ngân quang nhàn nhạt trong tay nàng hiện lên, chui vào cơ thể Lâm Động. Lâm Động lập tức cảm nhận lôi đỉnh tổ phủ rung lên, âm thanh trầm đục vang trong cơ thể. Lôi tường chói lòa cuộn trào chảy trong tứ chi Lâm Động. Theo đó thương thế trận đại chiến ác liệt nhanh chóng phục hồi, cuối cùng cũng hoàn hảo. Cảm nhận được cơ thể nhanh chóng phục hồi, thậm chí có sức mạnh hơn trước, Lâm Động siết chặt tay. Lúc này hắn cảm nhận được rõ ràng, một chút khuyết điểm của lôi đỉnh tổ phủ đã được lấp đầy, trong cơ thể hắn cũng cuộn trào luồng năng lượng mạnh